Chúng ta tiếp tục đi đến cái giải thi đề thi thứ hai của K56. Đề thi này có mã là TT 111524, là đề thi của K2 ngày 11 tháng 1 năm 2015. Thì câu 1 người ta cho hai ma trận A và ma trận B. Thì ma trận A là ma trận cấp 4x4, còn ma trận B là một ma trận cấp 3x4 được cho ở trên đây. Câu 1A người ta hỏi tìm các phần tử thuộc cái dòng 2 của ma trận tích 2B A phẩy. Trong đó A phẩy nó là một ma trận chuyển vị của ma trận A. Ở câu B người ta yêu cầu chúng ta tìm cái một hệ nghiệm cơ bản của cái hệ viên trình tuyến tính thuần nhất mà nhận cái ma trận B làm ma trận hệ số. Câu C là câu người ta yêu cầu chúng ta tính cái định thức của ma trận A. Ở câu D thì chúng ta sẽ phải biện luận theo giá trị của K hạng của ma trận A. Trong câu E thì người ta bắt chúng ta tìm cái giá trị của K để ma trận A khả nghịch. Và khi đó người ta hỏi là ma trận A sao nó có khả nghịch hay không. Và nếu mà ma trận A sao khả nghịch ấy, thì chúng ta sẽ phải đi tìm cái phần tử thuộc cái dòng 4 cột 3 của ma trận A sao mà tất cả mũ trừ 1. Tiếp tục câu S thì chúng ta sẽ phải đi tính cái định thức của ma trận B phẩy B nhân A. Ở câu G thì nếu mà chúng ta gọi x1, x2, x3 lần lượt là các vectơ dòng 1, dòng 2, dòng 3 của ma trận B ấy, thì chúng ta phải đi chứng minh rằng là cái tập hợp L nó bao gồm tất cả các vectơ x mà x bằng K1, x1, cộng K2, x2, cộng K3, x3. Trong đó thì mọi cái giá trị K1, K2, K3 nó sẽ thuộc cái tập số thực R. Thì chúng ta phải đi chứng minh cái tập L này nó là một không gian vectơ con của R4. Ở câu 2 thì người ta cho chúng ta một cái bài toán về mô hình kinh tế, mô hình input-output, hay người ta còn gọi là mô hình cân đối liên ngành. Thì giả sử một cái nền kinh tế mà có 3 ngành sản xuất là ngành 1, ngành 2 và ngành 3. Và người ta cho biết trước đấy là cái ma trận hệ số kỹ thuật là ma trận A cấp 3 x 3 này được cho ở trên đây. Câu A thì người ta yêu cầu là xác định cái giá trị tổng cầu của ngành 1 và biết rằng cái cầu cuối cùng của các ngành 1, 2, 3 lần lượt là 50, 30, 50 và 80 tỷ đồng. Câu B là chúng ta phải tính các phần tử ở cái cột 1 của ma trận A và giải thích ý nghĩa kinh tế. Còn câu 3 cuối cùng nó là một câu khó trong đề thi. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta để ý một chút thì câu 3 này thì nó cũng không không quá khó. Nếu mà chúng ta học chắc cái nền tảng cơ bản thì chúng ta có thể làm được nó dễ dàng.